Tu tập đủ thứ các căn lành đều vì lợi ích các hàm thức. An trụ thâm tâm hiểu rộng lớn, hồi hướng bậc công đức nhân tôn. Bồ Tát tu đủ thứ căn lành hoàn toàn vì lợi ích tất cả hàm thức. Thường tu trí huệ bát nhã thâm sâu, an trụ thâm tâm, có giải thoát rộng lớn, hồi hướng bậc công đức nhân tôn cũng là Phật quả. Vô lượng khác biệt tại thế gian, đủ thứ thiện xảo, việc kỳ đặc, thô tế rộng lớn và thâm sâu đều do tu hành mà thấu đạt. Hết thảy chúng sinh tại thế gian có vô lượng giống loại khác nhau. Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo, thể hiện đủ thứ thần thông kỳ đặc để giáo hóa tất cả chúng sinh, hoặc dùng pháp thô, hoặc dùng pháp tế, hoặc dùng pháp rộng lớn, hoặc dùng pháp thâm sâu. Những pháp đó Bồ Tát đều tinh tấn tu hành, chẳng có pháp nào mà không tu hành. Bồ Tát đều thấu rõ thông đạt đạo lý này. Thế gian hết thảy đủ thứ thân, dùng thân bình đẳng vào trong đó, nơi đó tu hành được tỏ ngộ, huệ môn thành tựu không thối chuyển. Chúng sinh trên thế gian hết thảy đủ thứ thân thể, Bồ Tát dùng thần thông biến hóa thân hình, bình đẳng vào trong tất cả thân chúng sinh. Đối với sự tu hành như vậy, khiến cho chính mình và chúng sinh đều có thể thấu rõ hiểu ngộ, thành tựu môn trí huệ, phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi, vĩnh viễn không thối chuyển quả Phật Bồ Đề vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế gian cõi nước vô lượng thứ, thô tế rộng lớn dài khác nhau, Bồ Tát hay dùng môn trí huệ, trong một lỗ lông thầy đều thấy. Cõi nước tại thế gian có vô lượng hình trạng, có thế giới ngửa, có thế giới úp, có thế giới thô, có thế giới tế, có thế giới dài, có thế giới ngắn, có thế giới tròn, có thế giới vuông, có đủ thứ sự khác nhau. Bồ Tát dùng trí huệ để quan sát, ở trong một lỗ lông thấy được tất cả hình tướng của thế gian, tâm hạnh chúng sinh vô số lượng, hay khiến bình đẳng vào một tâm, dùng môn trí huệ đều khai ngộ với sự tu hành không thối chuyển. Tâm hạnh của hết thảy chúng sinh nhiều vô lượng vô biên, Bồ Tát có thể khiến tâm niệm của tất cả chúng sinh và trong tâm niệm một chúng sinh, dùng môn trí huệ khiến cho tất cả chúng sinh đều có thể khai ngộ. Đối với sự tu hành Bồ Tát đạo thập phần tinh tấn, tuyệt đối không thối chuyển tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các căn dục lạc của chúng sinh thượng trung hạ phẩm đều khác nhau, tất cả thâm sâu khó biết được, theo bản tánh họ đều biết rõ. Chúng sinh có đủ thứ căn tánh, có đủ thứ dục lạc, phần làm thượng trung hạ ba phẩm đều khác nhau. Tất cả những căn tánh thâm sâu khác nhau đó không dễ gì biết được. Bồ Tát hay tùy theo bản tánh của chúng sinh hoàn toàn biết được các căn và dục lạc của họ. Chúng sinh hết thảy đủ thứ nghiệp thượng trung hạ phẩm đều khác biệt. Bồ Tát vào sâu được Như Lai, dùng môn trí huệ khắp thấy rõ. Hết thảy nghiệp của chúng sinh có đủ thứ sự khác biệt, cũng phần nghiệp làm thượng trung hạ ba phẩm đều có sự khác nhau, chẳng giống nhau. Vì Bồ Tát tu công đức lành, tích tập đủ thứ các lành, cho nên mới vào sâu được mười lực của Như Lai, dùng môn trí huệ thấy khắp tất cả chúng sinh. Vô lượng kiếp không thể nghĩ bàn, hay khiến bình đẳng vào một niệm, như vậy thấy rồi khắp mười phương, tu hành tất cả nghiệp thanh tịnh. Bồ Tát có thể khiến cho nhiều kiếp không thể nghĩ bàn, khiến cho bình đẳng vào trong một niệm, tức cũng là thu ngắn vô lượng kiếp làm một niệm, thấy như vậy rồi vào khắp mười phương pháp giới tu hành tất cả nghiệp thanh tịnh. Quá khứ, vị lai và hiện tại, biết rõ tướng đó đều khác nhau, mà cũng chẳng trái lý bình đẳng, đó là hạnh tâm lớn thấu đạt. Đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, Bồ Tát thấu hiểu được tướng ba đời, thầy đều khác nhau, tuy nhiên khác nhau nhưng cũng chẳng trái với đạo lý bình đẳng. Đó tức là tâm rộng lớn, thấu rõ thông đạt tất cả hạnh môn. Hạnh chúng sinh thế gian khác nhau, hoặc hiện hoặc ẩn vô lượng thứ, Bồ Tát đều biết tướng khác biệt, cũng biết tướng đó đều vô tướng. Chúng sinh thế gian mỗi người đều có hành vi khác nhau, hoặc hiện hiện ra khiến cho mọi người đều biết, hoặc ẩn tàng khiến cho mọi người chẳng biết được. Hành vi có vô lượng vô biên thứ lại, Bồ Tát biết hành vi của chúng sinh có tướng thiện ác khác nhau, Bồ Tát lại hiểu được đạo lý phạm hết thảy các tướng đều là hư vọng, cho nên nói tướng đó đều vô tướng. Mười phương thế giới tất cả phải thể hiện sức thần thông tự tại, rộng lớn khó có thể nghĩ bàn, Bồ Tát đều phân biệt biết được. Mười phương thế giới hết thảy tất cả các đức Phật
thì hiện sức thần thông nhậm vận tự tại rộng lớn vô biên, rất khó nghĩ bàn được. Thần thông tự tại giáo hóa của chư Phật Bồ Tát đều phân biệt được, lại biết rõ tỉ mỉ. Trong trời đâu xuất khắp thế giới, tự nhiên giác ngộ nhân sự tử, công đức rộng lớn tịnh tối thượng, như thể tiếng đó đều thấy rõ. Trong trời đâu xuất ở trong mười phương tất cả thế giới, tự nhiên giác ngộ thành tựu đấng nhân sự tử Phật, công đức của Phật vừa rộng lớn lại thanh tịnh, chẳng có gì sánh bằng. Giống như thể tướng của Phật, hết thảy chúng sinh thầy đều thấu rõ. Hoặc hiện hàng sinh nơi thai mẹ, vô lượng tự tại đại thần biến, thành Phật thuyết pháp hiện nhập diệt, các cùng thế gian không tạm ngừng. Hoặc thị hiện từ cung trời đâu xuất, hàng sinh xuống nhân gian ở trong thai mẹ, tuy Đức Phật Thích Ca ở trong thai mẹ vẫn thuyết pháp cho tất cả quỷ thần nghe. Có vô lượng đại thần thông biến hóa tự tại, thị hiện thành Phật, thị hiện thuyết pháp, thị hiện diệt độ, khắp cùng mười phương tất cả thế gian không lúc nào tạm ngừng. Khi đấng thiền nhân sư sở sinh, tất cả thắng trí đều thừa phụng, trừ thiền đế thích phạm phương thầy, thầy đều cung kính hầu chiêm ngưỡng. Khi Đức Phật sinh ra, hết thảy tất cả bậc trí huệ thù thắng đều thừa phụng, trời đế thích, trời phạm vương, hết thảy chư thiên, thầy đều cung kính Đức Phật. Chẳng có ai không chiêm ngưỡng Đức Phật, chẳng có ai không hầu hạ Đức Phật, chẳng có ai không gần gũi Đức Phật, chẳng có ai không cúng dường Đức Phật. Mười phương tất cả không thừa sót, trong vô lượng vô biên pháp giới, không đầu không cuối không gần xa, thì hiện Như Lai sức tự tại. Mười phương tất cả thế giới chẳng có thừa sót, đều ở trong vô lượng vô biên pháp giới, chẳng có lúc nào bắt đầu, chẳng có lúc nào kết thúc, cũng chẳng có gần cũng chẳng có xa, đó là thị hiện sức thần thông tự tại của Như Lai. Thế Tôn đạo sư hiện sinh rồi, du hành các phương đều bảy bước, muốn đem diệu pháp ngộ quần sinh, vì thế Như Lai quán sát khắp. Đức Phật thị hiện sinh ra thế giới Ta Bà rồi, lập tức bước đi bốn phương, mỗi phương đều bảy bước, trần bước trên hoa sen, sau đó một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói: trên trời dưới nhân gian, chỉ có ta tôn quý nhất. Nói xong lập tức trở lại thân đứa bé, Đức Phật xuất hiện ra đời, là muốn đem diệu pháp không thể nghĩ bàn, khiến cho quần sinh giác ngộ thành Phật. Do đó mới đi mỗi phương bảy bước, quán sát nhân duyên của chúng sinh, nên dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sinh căng cường. Thấy các chúng sinh chìm biển dục, bị ngu si mù tối che đậy, đạo sư tự tại hiện mỉm cười, nghĩ sẽ cứu họ thoát ba cõi. Đức Phật thấy tất cả chúng sinh đều chìm đắm ở trong biển dục. Tại sao? Vì họ ngu si mù tối, cho nên bị biển ái dục che đậy. Đức Phật thấy cảnh giới này rồi, cảm thấy chúng sinh thật đáng thương xót, bèn phát tâm từ bi hiện mỉm cười, tâm nghĩ sẽ phải cứu chúng sinh thoát khỏi khổ ba cõi, đắc được vui niết bàn. Đại sư Tử Hống vang diệu âm, ta là đấng đệ nhất thế gian, phải đốt đèn trí huệ sáng tịnh, diệt sinh tử tối ngu si đó. Đức Phật hiện Đại sư Tử Hống, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, dễ nói pháp âm vi diệu, nói: ta là đấng bậc nhất của thế gian, đó là trên trời dưới nhân gian, chỉ có ta tôn quý nhất, ta phải đốt đèn trí huệ quang minh thanh tịnh, diệt trừ sinh tử của chúng sinh, khiến cho họ lìa khỏi ngu si đen tối, đến được bờ ánh sáng bên kia. Tóm lại, có tư tưởng vô minh thì có sinh tử, khi nào rất vô minh thì sinh tử sẽ diệt. Do đó nghiệp không nặng không sinh ta bà, dục không dứt không sinh cực lạc. Tức là đạo lý này, khi đấng đạo sư sinh ra đời, các phóng vô lượng đại quang minh, khiến các đường ác đều ngừng nghỉ, giải hết các khổ nạn thế gian. Khi Đức Phật ra đời, các phóng ra vô lượng đại quang minh, khiến cho chúng sinh ba đường ác thoát khỏi biển khổ, ba đường ác vĩnh viễn ngừng nghỉ. Nói chung chẳng còn chúng sinh thọ khổ trong ba đường ác, vĩnh viễn diệt trừ tất cả khổ nạn của thế gian, khiến cho hết thảy chúng sinh sớm thành Phật đạo, có khi thể hiện ở cung vua, hoặc hiện bỏ nhà tu học đạo. Vì muốn lợi ích các chúng sinh, thị hiện sức tự tại như vậy. Có lúc Đức Phật thị hiện ở trong cung vua, hoặc có lúc thị hiện từ bỏ gia đình, đi vào núi tuyết tu đạo, hiện thành tướng tỳ kheo. Tại sao? Vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên mới thị hiện đủ thứ thần thông biến hóa, nhậm vận tự tại. Thị hiện cảnh giới tám tướng thành đạo, làm mô phạm cho chúng sinh tu đạo. Ban đầu Như Lai ngồi đạo tràng, tất cả đại địa đều lay động. Mười phương thế giới nhờ quang minh
sáu đường chúng sinh đều lìa khổ. Đức Phật lúc ban đầu ngồi tại Bồ Đề Đạo Tràng dưới cội Bồ Đề, tất cả đại địa đều có sáu thứ chấn động, đó là động dũng khởi, chấn hống kích. Chúng sinh mười phương thế giới đều đắc được quang minh của Phật chiếu khắp. Chúng sinh trong sáu nẻo, trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục đều lìa khỏi khổ não, đắc được an vui. Chấn động tất cả cung điện mà, khai ngộ tâm chúng sinh mười phương, xưa từng được độ và tu hành, đều khiến biết rõ nghĩa chân thật. Sự chấn động đó là lành, chấn động tất cả cung điện của thiên ma ngoại đạo, khiến cho chúng sợ hãi, song khiến cho tất cả chúng sinh mười phương đều được khai ngộ, đắc được đại trí huệ. Lúc thuở xưa đã từng được Đức Phật giáo hóa hoặc cùng tu hành với Đức Phật, Đức Phật đã thành Phật đến độ những chúng sinh có duyên, đều biết rõ đạo lý, nghĩa chân thật của Phật Pháp, sớm sẽ thành Phật. Mười phương hết thảy các cõi nước đều vào lỗ lông không thừa sót, tất cả lỗ lông vô biên cõi, nơi đó khắp hiện sức thần thông. Hết thảy cõi nước chư Phật trong mười phương hoàn toàn vào trong một lỗ lông của Phật chẳng có thừa sót. Ở trong tất cả lỗ lông có vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Ở trong mỗi lỗ lông đều hiện sức đại thần thông. Tất cả Pháp chư Phật diễn nói, vô lượng phương tiện đều tỏ ngộ. Nếu những điều Như Lai không nói cũng sẽ hiểu rõ riêng tu tập. Mười phương chư Phật diễn nói diệu Pháp, có 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn phương tiện khéo léo đó, khiến cho tất cả chúng sinh đều được tỏ ngộ. Nếu như có những pháp môn mà mười phương chư Phật không nói ra, cũng được thấu hiểu minh bạch, siêng năng tu tập pháp môn đó. Đầy khắp 3.000 đại thiên giới, tất cả ma quân khởi đấu tranh, làm ra vô lượng các việc ác, trí huệ vô ngại trừ diệt được. Đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới có 10 đại ma quân, chúng khởi đấu tranh nhiễu loạn khắp nơi, khiến cho thế giới không được an lạc, chẳng có hòa bình. Chúng làm đủ thứ chuyện ác, tuy nhiên tất cả ma quân nổi gió làm sóng, tai ương họa hoạn, song Đức Phật tử có pháp môn trí huệ viên dung vô ngại, dẹp trừ được pháp thuật của ma quân, hàng phục được hết bọn chúng. Như Lai ở tại các cõi Phật, hoặc lại hiện ở các cung trời, hoặc nơi phạm cung mà hiện thân, Bồ Tát đều thấy không chướng ngại. Đức Phật ở tại tất cả các cõi Phật thì hiện thành Phật, hoặc ở tại các cung trời hiện thần thuyết pháp, hoặc ở tại cung điện Đại Phạm Thiên hiện thần thuyết pháp. Bồ Tát vận dụng mắt trí huệ đều thấy được những cảnh giới đó, chẳng có chướng ngại, thật là diệu không thể tả. Phật hiện vô lượng đủ thứ thân, truyền bánh xe pháp diệu thanh tịnh, cho đến ba đời tất cả kiếp cầu bỏ mé đó không thể được. Đức Phật thị hiện đủ thứ thân hình nhiều vô lượng vô biên, thường truyền bánh xe pháp vi diệu thanh tịnh, giáo hóa tất cả chúng sinh cho đến ba đời tất cả kiếp dài kiếp ngắn kiếp lớn kiếp nhỏ. Nếu muốn tìm cầu Đức Phật hiện ra bao nhiêu thân, không thể nào tìm được. Tại sao? Vì pháp thân của Phật khắp cùng tất cả mọi nơi, không có chỗ nào mà không có. Tòa báu cao rộng vô thượng nhất, đầy khắp mười phương vô lượng cõi, đủ thứ tướng đẹp dùng trang nghiêm, Phật ngự trên đó khó nghĩ bàn. Đức Phật ngự trên tòa báu sư tử rất là cao rộng, chẳng có gì có thể sánh bằng. Đầy khắp mười phương vô lượng thế giới có đủ thứ tướng đẹp đặc biệt trang nghiêm, Đức Phật thị hiện đủ thứ tướng đẹp đều khó nghĩ bàn. Các chúng Phật tử cùng vây quanh tận nơi pháp giới đều khắp cùng khai thị Bồ Đề vô lượng hạnh, tất cả tối thắng do tu đạo. Tất cả đệ tử của Phật, biển hội đại chúng cùng nhau vây quanh Đức Phật tận hư không khắp pháp giới đều có cảnh giới như vậy. Đức Phật khai thị vô lượng hạnh Bồ Đề, tất cả đều là con đường tu hành thành Phật. Chư Phật tùy nghi mà tác nghiệp, vô lượng vô biên đồng pháp giới, bậc trí hay dùng một phương tiện, biết rõ tất cả không cùng tận. Mười phương chư Phật tùy thuận cơ nghi của tất cả chúng sinh mà làm tất cả nghiệp thiện, công đức căn lành đó vô lượng vô biên đồng với pháp giới. Người có trí huệ dùng một thứ phương tiện, biết rõ tất cả Phật Pháp chẳng khi nào cùng tận. Chư Phật sức thần thông tự tại, thị hiện tất cả đủ thứ thân, hoặc hiện các cõi vô lượng đời, hoặc hiện thể nữ chúng vây quanh. Mười phương chư Phật có sức thần thông nhậm vận tự tại, cảnh giới thiên biến vạn hóa, không thể nghĩ bàn. Trong chính pháp giới thị hiện đủ thứ thân chúng sinh,
hoặc hiện chúng sinh ở trong các cõi, hoặc hiện thân thể nữ biểu diễn ca múa, đại chúng vây quanh thưởng thức tài nghệ. Tóm lại, Đức Phật vì giáo hóa chúng sinh mà ở trong chính pháp giới thị hiện vô lượng vô biên đủ thứ thân, hoặc trong vô lượng các thế giới thị hiện xuất gia thành Phật đạo cho đến cuối cùng và niết bàn. Phần bố thí thần đó